lúc 3 giờ đó, ba ba giờ nào anh? 3 giờ sáng. 3 giờ sáng. Dạ. Khi mà ba em á là thấy giường em ngã xuống rồi, cái mà xuống ổ ga đó Dạ. là cái mà hơi khí đó là nó không ra. Nó bị ngạt khí ha. Dạ đúng rồi, cái mà tay chân ổng té hết trơn rồi. Dạ. Rồi thấy dượng em ngã xuống vậy, rồi anh Khanh, anh hai em đó Là anh là Thanh á. xuống, Dạ. là xuống dùm vớt lên. Rồi rốt cuộc là cái khi đó là mạnh quá, vớt lên nổi thì xịu tại chỗ luôn, hai người luôn là mất hết hai Là ở người luôn. dưới cũng vừa 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 bị ngạt khí mà cũng Dạ là vừa bị ngạt nước luôn, phải ngập nước luôn phải không dạ anh? đúng rồi. Ủa, như vậy là hai người mất đó là quan hệ là Dượng, một người là dượng của anh, dượng à, còn một người là một người kia là anh của anh sao? anh rể. Anh rể, một người là dượng, một người là anh rể. Ừ. Ủa vậy là cái công việc mà ảnh đi làm với dượng của anh đó là làm ban đêm phải không? Làm ban đêm, ban ngày ổng đi làm nữa, tại ổng nói con người kia làm có 200 mấy giờ. Dạ. Dạ khi mà ổng ngày chủ nhật này nè, người ta tin cho nghỉ ngày, bọn nói không có tiền gì đó nuôi vợ nuôi con, bởi ông đi làm thêm. Nói chung là chuyện gì nó cũng gán đi làm hết Dạ, tại vì nhà không có đất có không ruộng, có gì hết rồi hai đứa con trơn. không có cắt cái nhà được đàng hoàng như Người người vợ ta có nữa. khi bỏ con ở nhà cũng đi làm, Rồi bỏ con ở nhà ai giữ cho cô? gửi cho bà ngoại á, Gửi cho bà ngoại. ừ. Dạ. Đi dậm đi nhổ cỏ rồi đó. Chị hiền quá mà anh ra đi vậy mà rồi Ai còn cũng hai đứa xót con hết quá trơn. nhỏ, sau này không biết chị có lo nổi cho con không nữa. Tại vì phải chi mình có được miếng giường dài công ruộng thì ví dụ không có tiền thì cũng có cái ăn. Dạ. Nói chung là làm suốt luôn, không có ai làm bằng lắm luôn. Dạ. Kinh Hậu Giang quê tôi xin kính chào quý cô chú anh chị, em chào bà con gần xa. Ngày mới Khải Trần chúc cho quý cô chú anh chị bà con thật nhiều sức khỏe. Hôm nay thì Khải Trần đến xã Phú Tân, Châu Thành, Sóc Trăng đó cô chú anh chị để chia sẻ một cái hoàn cảnh rất là thương tâm của gia đình của anh Lâm Tấn Thanh, 37 tuổi cô chú anh chị. Là anh Thanh á, đi làm ở một công ty, là chẳng may là anh Thanh và một người dượng bị ngộp khí ga cô chú anh chị, là mất tại chỗ luôn. Em mời quý cô chú anh chị bà con cùng vô chia sẻ hoàn cảnh với gia đình. Anh ra đi bỏ lại hai đứa con thơ còn rất nhỏ luôn quý cô chú anh chị ơi. Gia đình thì quá nghèo khó luôn. Thưa cô chú anh chị, nhà chặt đến độ mà quan tài phải để ngang lại chứ còn để thẳng ra phía trước là để không được đó quý cô chú anh chị. Xót xa quá bà con ơi. Nhà chống quơ chống quắc hết trơn rồi nè. Khải Trần có thắc mắc, Khải Trần hỏi là gia đình đó là sao mà cái quan tài á không để thẳng mà để ngang như vậy, thì gia đình nói là nhà chặt quá rồi cái quan tài không thể nào mà để thẳng được cho nên là phải để ngang. Quá xót xa bà con ơi. Vì vô tất cả vô tỉnh lên nước nước xuống nước bụng nước nước xuống đã cái con áo mẹ này vừa vô nông nghiệp như thế này cái này Mày đâu đi đâu chú anh biết.
hai đứa con của chị đóng mắt rồi. À, để Khả Trần đi phía trong này để mà chia sẻ hình ảnh trong nhà của anh để quý bà con gần xa cùng chia sẻ với gia đình. Anh là người dân tộc Khmer nghe cô chú anh chị. Khả Trần cũng lần đầu tiên là thấy mà quan tài mà để ngang đó cô chú anh chị. Tội quá tội luôn. Nhà cửa gì nè. À, em chào anh. À, thưa anh là sao của anh Lâm Tuấn Thanh? Em ghệ. Anh là em ghệ. À, cái bữa mà xảy ra cái sự việc đau lòng đó, hai người mất tại chỗ đó, là anh có mặt ở hiện trường không? Dạ, cái mà lúc 3 giờ đó. Ba giờ nào anh? 3 giờ sáng. 3 giờ sáng, dạ. Cái mà ba em á, là thí dượng em ngã xuống rồi, cái mà xuống ổ gà đó. Dạ. Là cái mà hơi khí đó, là nó không gà. Nó bị ngạt khí ha. Dạ, đúng rồi. Cái mà tay chân ổng té hết trơn rồi. Dạ. Rồi thấy dượng em ngã xuống vậy, rồi anh Thanh, anh hai em đó. Là anh Thanh xuống, á, dạ. Là xuống dùm vớt lên. Rồi rốt cuộc là cái khí đó là mạnh quá, vớt lên nổi. Thì xịu tại chỗ luôn, hai người luôn. Là mất hết hai người. Là ở dưới cũng vừa bị ngạt khí mà cũng dạ. Là vừa bị ngạt nước luôn phải, ngập nước luôn phải không dạ, anh? Đúng rồi. Ủa như vậy là hai người mất đó là quan hệ là một người là dượng. Một người là dượng của anh. À, còn một người là kia. Anh. Một người kia là anh của anh sao? Anh ghế. Anh ghế, một người là dượng, một người là anh ghế. Ủa vậy là cái công việc mà ảnh đi làm với dượng của anh đó là làm ban đêm phải không? Làm ban đêm. Ban ngày ổng đi làm nữa. Tại ổng nói con người kia làm có 200 mấy giờ. Dạ. Dạ, khi mà ổng ngày chủ nhật này nè, người ta tin cho nghỉ ngày. Mà ổng nói không có tiền gì đó, nuôi vợ nuôi con. Bởi ổng đi làm thêm. Dạ. Tức là ảnh tranh thủ bữa chủ nhật đi làm luôn để có tiền nuôi con. Đúng rồi, quá trời tội luôn. Đi làm thêm vậy đó. Tại vì hoàn cảnh gia đình thì quá khó khăn. Dạ. Vì cuộc sống mà vậy ha. Tại vợ ổng thì đi làm không được, nuôi nhỏ. Tại vì hai đứa con còn nhỏ quá. Dạ. Rồi không ai giữ chăm sóc nó. Dạ. Vậy ổng đi kiếm tiền nuôi thêm vậy đó. Thưa anh Thanh ở đây là có ruộng có vườn gì không anh? Dạ không. Hồi trước đi giờ làm thuê cho người ta không à? Hồi trước giờ là cũng đi làm thuê suốt luôn. Dạ. Như vậy là anh làm chắc cũng không dám nghỉ ngày nào. Dạ. Để kiếm cái ăn cái mặt hàng ngày cho gia đình ha anh. Ở đây người ta khóc quá trời, son thấy anh hai em hiền khô à. Dạ. Ở đây thì gia đình của anh Thanh có được xếp hộ nghèo không anh? Dạ không có. Cái mà trường ấp ở đây đi lại có nhà có này kia nói dùng cất nhà dùng gì đó rồi mất tích luôn. Bởi vì thấy nhà chống trước chống sau thấy tội quá. Ông đi là mẹ cà phê đó, hai vợ chồng ổng xây được đằng trước á, mặt tiền có một chút xíu mà không có tiền xây tô lên nữa. Yeah. Yeah. Ừ, vậy là cuộc sống của anh chị là hàng ngày là anh chị, tức là anh rể của anh với chị của anh đó là sinh sống bằng nghề gì? Nước thải người kia rồi em đi chở tôn. Tức là anh cũng ở chung luôn hay sao? Dạ ở riêng. Tức là hai vợ chồng của ảnh là hai vợ chồng của ảnh là ảnh là làm nghề công ty xử lý nước thải. Còn vợ thì làm gì? Vợ thì ở nhà chăm sóc mấy nhỏ. Nó còn nhỏ quá thì dạ. Làm không được. Dạ. Còn không ai giữ. Dạ. 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 Tôi la hoài, tôi nói bệnh mình nghỉ đi phải không? Dạ cô ơi, cô có bà con gì dưới gia đình của anh Thanh không? Cháu ruột của cô hả cô? Là thưa cô, anh Thanh đi làm công ty được bao lâu rồi cô? Nó cũng đi làm, có khi nó đi bể cà phê rồi đi vắt lúa. Dạ. Nó làm đủ thứ chuyện hết chứ. Anh có nghĩa là con hỏi cô là anh Thanh đã đi làm công ty bao lâu rồi, là có nghĩa là được là một nhân viên chính thức trong công ty chưa cô? Không biết, nó nói nó làm lâu lắm rồi mà cũng như có khi
đi làm chuyện này chuyện kia vậy đó. Dạ. Không phải làm suốt. Dạ, luôn. như vậy là không phải là làm chính thức. Có nghĩa là dạ làm thời vụ á cô. Mà làm mấy công việc đó thì con thấy nó cũng cực nhọc quá. Nhọc quá. Dạ. Có khi ở nhà đi giác lúa. Dạ. Rồi đi máy xới. Nói đi chung thì cũng vì cơm áo gạo tiền. Rồi đi bể cà phê, bể gì đó. Bẻ cà phê là bẻ dùng trên. Dùng trên đó. Dạ. Nói chung là chuyện gì nó cũng gắng đi làm hết. Dạ, tại vì nhà không có đất có ruộng. Không có gì hết. Rồi hai đứa con. Không có cắt cái nhà được đàng hoàng như người ta nữa. Rồi khi bỏ con ở nhà cũng đi làm. Rồi bỏ con ở nhà ai giữ cho cô? Gửi cho bà ngoại á. Gửi cho bà ngoại. Dạ. Đi dậm, đi nhổ cỏ rồi đó. Chị hiền quá mà anh ra đi vậy mà. Rồi còn hai đứa con quá nhỏ sau này không biết chị có khó lo nổi cho con không nữa. Tại vì phải chi mình có được miếng giường vài công ruộng thì ví dụ không có tiền thì cũng có cái ăn. Dạ. Nói chung là làm suốt luôn, không có ai làm bằng nó. Sáng là lại ăn bún rồi đi làm. Sáng là lại ăn bún rồi đi làm hả cô? Thôi là ngồi góc này. Dạ. Ngồi góc kia. Cô ơi, cái ngày mà anh xảy ra cái sự cố như vậy đó là anh có cái điều gì trước không cô? Bữa đó nó đi mua rượu. Dạ. Nó con mua rượu 10.000. Dạ. Rồi cái bà chủ tiệm đó. Dạ. Nói mai mốt á cô dọn đi qua bên kia rồi. Rồi nó nói vậy nè, mai mốt con cũng nghỉ mua rồi. Trời ơi vậy đó hả? Nói vậy. Thì cái đó cũng như là một cái lời chăn trối trước kìa cô. Khi con người ta mà tới ngày giảng sanh rồi á, là cũng khiến nói này nữa kia trước vậy đó. Mình nói thí dụ mà mình biết á, mình không cho nó đi đó. Dạ. Tại bữa đó khuya 1 giờ là lại kêu đi đó. Khuya 1 giờ là đi. Dạ. Mà làm sao mà mình biết được. Mình người phàm mắt thịt mình không có biết được cái chuyện đó. Dạ. Tội quá trời tội. Nói không thôi, không có cho nó xuống đâu. Dạ. Cho cái người chú đó trước, xuống trước á. Tại vì... cái người dựng ghệ của anh dưỡng xuống trước rồi chắc thấy ngạt như vậy rồi anh mới xuống anh cứu. Dòm thấy ông nó xỉu á. Dạ rồi nghĩ xuống. Là xỉu thôi rồi xuống cứu lên thôi. Ai già giờ cái khí nó độc quá. Rồi vừa khí mà vừa bị ngạt nước nữa thì anh mắc tại chỗ đó luôn. Rồi như vậy là đưa anh lên á là vòng vòng chắc cũng tới sáng à hả cô? 3:30 khi là trở về tới đây là ở đó có ta chở đi bệnh viện đó. Pháp y có khám nghiệm tử thi gì không cô? Có. Cũng một khám nghiệm tử thi đồ hết trơn ha. Thi mổ chỗ cái đồ á, kia đây nè. Dạ dạ. Thấy tiền nghiệp lắm. Dạ, tội quá. Nói hồi chết đó hả, không có nhắm mắt đâu. Mở mắt lò luôn á. Ồ, gì đó hả cô? Hết sức thương. Tiền nghiệp nó chết luôn, vì ai cũng khóc, khóc cũng chết hết luôn. Dạ. Tại nó hiền quá. Dạ. Ở hồi nào tới giờ không có... Ở xóm ghiền thì bà con ai cũng thương và sống cũng không biết lòng với ai chứ hả cô? Với ai hết. Bởi vì khi anh ra đi, bà con ở đây rất là tiếc nối. Dạ. Đi làm gì là ở trong nhà, không có đi đâu hết. Dạ. Không có đi đồ này, đồ kia, nhà người ta gì, chơi gì, không có. Dạ. Đi làm gì là ở trong nhà luôn. Thương quá trời thương. Nói bây giờ mày bệnh mày ở nhà nghỉ ngày ngày đi. Không dám nghỉ. Gắng làm tại vì... Không dám nghỉ đâu tại vì mình thiếu nợ người ta. Dạ. Không đi làm không có tiền trả người ta nữa. Lo cho con sửa sùng đồ này kia nữa. Nói chứ có hai đứa nhỏ rồi là tiền đủ thứ chuyện hết. Nào là ăn uống hàng ngày rồi đám tiệc chi phí. Tại vì cái mức sống bây giờ nó nghe nó cũng cao. Đó rồi lo sửa sùng đồ cho con nữa làm sao mà dám nghỉ. Mà không thấy ai mà như thằng này. Mà dạ. Một quanh năm suốt tháng là muốn nghỉ luôn á. Dạ. Ai cũng tiếc hết trơn. Kiếm không có đâu. Người như vậy á. Bây giờ tháng sau. Người ta làm người ta còn nghỉ ở không á. Cái này không có luôn. Dạ. Đi bể cà phê về mệt chết rồi. Nghỉ được ngày thì nó đi làm cái đó. Dạ. Rồi đi làm nhà máy, nhà gì đó, tùm lum hết đó. Chỗ nào, bất cứ chỗ nào có chuyện làm là nó đi vậy. Dạ, con cảm ơn cô nhiều đã chia sẻ với cô chú, anh chị, bà con gần xa để biết thêm về cái câu chuyện của gia đình, để cùng chia sẻ với gia đình của anh nha cô.
Dạ con cảm ơn cô.